Xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh Bibimbap và Truyện Ma Bắp Đọc với tập tiếp theo của câu chuyện Tiếng Khóc Âm Hồn của tác giả Trường Lê. Ở tập trước, Phú đi ra bên ngoài chợ người để mà mướn người về nhà phụ giúp việc và mướn được hai người nhưng mà mua hai tặng một kiểu vậy. Ở đó thì có hai mẹ con, mướn người mẹ thôi, đứa con thì đi chung. Và một người đàn ông, ổng thì dẫn theo con chó. À tính ra mướn hai được bốn luôn nha các bạn. Nhưng mà cũng không có biết là phúc hay là họa đi, khi mà bốn người này sẽ dấn thân vào bên trong một căn nhà mà mình biết trước đó căn nhà này có rất là nhiều điều kỳ bí đã xảy ra và rất có thể là còn có sự nguy hiểm nữa. Và bây giờ thì Bắp sẽ đọc cho các bạn nghe tập của chúng ta ngày hôm nay nhé. Phú mở cổng rồi nói với hai người mình vừa thuê được ở khu chợ người. Mọi người vào nhà đi, nhà hai tầng. Lát nữa cháu sẽ chỉ cho hai người dọn dẹp ở đâu trước. Nhìn cô bé gầy gò núp sau chân mẹ, Phú mỉm cười nói. Còn em nhỏ này, rửa mặt mũi chân tay xong, vào phòng khách ngồi đợi mẹ làm việc nha. Có đói không? Anh còn mấy cái bánh ngọt với nước ép hoa quả đóng chai đó. Vào nhà anh cho. Người mẹ ngại ngùng đáp. Dạ, dạ thôi, không cần đâu ạ. Cậu cho chúng tôi công việc là tốt lắm rồi. Chúng tôi không dám nhận. Phú tiếp. Có gì to tát đâu, chỉ là mấy cái bánh với nước thôi mà. Cô với chú làm việc cứ làm, còn em nó để ngồi dưới này ăn uống cho tiện. Giờ thống nhất như này. Nãy ở chợ, chú đây ra giá 100.000 một tiếng đồng hồ. Giờ cháu trả cho mỗi người 200.000 một tiếng. Nhưng hai người dọn dẹp sạch sẽ cho cháu, quyết định vậy nha. Người đàn ông bế con chó kia nói. Được vậy thì tốt quá, cho tôi gửi nhờ con chó vào trong nhà nha. Tôi có đem theo dây buộc. Cột nó vào chân ghế là nó nằm yên à. Con chó này ngoan lắm. Phú gật đầu đồng ý. Mở cửa nhà cho hai người họ bước vào. Người phụ nữ đi trước, người đàn ông đi sau. Cả hai nhìn ngắm ngôi nhà không khỏi trầm trồ. Có lẽ cả đời họ cũng không dám mơ ước có một ngôi nhà như vậy. Bỗng đột nhiên con chó người đàn ông kia đang bế trên tay sủa lên inh ỏi. Ngay khi người này vừa bước chân qua ngưỡng cửa nhà. Được chủ bế trên tay, nhưng con chó cứ muốn lao người về phía trước để nhảy chồm xuống đất. Điều này khiến người đàn ông ở chợ người cảm thấy lạ lùng. Người này nói. Bạch Tuyết, im nào, mày làm sao đấy? Tự nhiên sủa ầm ĩ, mày có muốn bố mày bị mất việc không hả? Vuốt vuốt, xoa đầu con chó để nó dịu lại. Quả thực, những cái vuốt ve có tác dụng. Con chó không sủa nữa. Nhưng nó nhe răng, gầm gừ. Nhìn về phía cầu thang với một ánh mắt không mấy hiền lành. Đặt con chó xuống nền nhà, người đàn ông kia cột dây cổ nó vào chân ghế, miệng nói. Ngoan nào, tối về bố mua xúc xích cho mày được chưa? Ngoan thì mới có quà, hiểu chưa? Nhìn ông ta nói chuyện với con chó cứ như thể nó thực sự là một đứa bé con chưa hiểu chuyện, mà Phú cũng phải buồn cười. Phú cúi xuống mở ba lô lấy bánh với nước cho cô bé con. Phú mỉm cười. Này, anh cho bé này, ngồi đây ăn để mẹ làm việc nha. Bất ngờ, từ phía hành lang có thứ gì đó lao vụt qua. Con chó cũng lập tức sổ ra, sủa lên gay gắt. Phú quay lại hỏi. Có chuyện gì vậy? Người phụ nữ chỉ tay về phía cầu thang, miệng nói. Có cái gì vừa lao vụt qua bậc cầu thang thì phải. Nhanh quá, tôi không thấy rõ. Người đàn ông cũng nói. Đúng rồi, nó nhanh dã man, không biết là con gì. Phú nhìn vài giây xong trả lời. Có khi là mèo đấy. Sáng nay lúc lên tầng 2, tôi cũng giật mình bởi một con mèo lao ra từ trong phòng thờ. Cho có lẽ nó vẫn đang luẩn quẩn đâu đó trong nhà này. Phải làm sao bây giờ? Người đàn ông kia nói. Mèo à, là mèo nuôi hay là mèo hoang? Phú tiếp. Cho có lẽ là mèo hoang thôi. Tại cháu cũng hỏi hàng xóm bên cạnh xem quanh đây có nhà nào nuôi mèo tam thể không. Nhưng người ta bảo không ai nuôi cả. Người đàn ông kia gật gù. Vậy cứ để cho tôi. Loại mèo hoang này ranh lắm, rất khó để bắt được nó. Nhưng nếu dùng bẫy thì lại là chuyện khác. Nếu tôi bẫy được nó thì cậu cho tôi con mèo đó nha. Phú có chút ngập ngừng, Phú hỏi. Chú định làm gì nếu bắt được con mèo? Người đàn ông cười khẩy. Còn làm gì nữa, tất nhiên là làm thịt nó rồi. Mèo hoang thịt thơm mà ăn rất ngon,
không như mèo nuôi. Cái bóng đen vượt qua khi nãy cho thấy con mèo này khá to, được bữa nhậu đấy. Nghe thôi, Phú cũng thấy lợm giọng. Căn bản trước nay Phú chưa từng ăn thịt chó, thịt mèo. Sống ở bên Đức 5 năm, nơi người ta rất yêu quý chó mèo. Giờ về đây, nghe người đàn ông này nói chuyện thịt con mèo một cách hào hứng, thèm thuồng, Phú thấy hơi ác. Nhưng nghĩ đi cũng phải nghĩ lại. Sáng nay lúc mở căn phòng ngủ, nhìn đồ đạc trong phòng đổ vỡ, giường tủ bị cào xước nham nhở, Phú thật sự ghét con mèo hoang kia. Thêm một điều nữa, con mèo này nhìn rất kỳ quái. Hình như nó không hề sợ người. Sáng nay, mặc dù thấy người nhưng nó mặc kệ, vẫn khoan thai quay đầu nhìn rồi từ từ bước xuống bậc cầu thang. Phú đáp: "Thôi được rồi, tùy chú, bảy được, chú muốn làm gì thì làm." Người đàn ông kia cười nhếch mép: "Nói rồi đây nha, lúc bảy được đừng có đổi ý." Phú chỉ lên trên tầng 2 rồi nói: "Giờ hai người đi theo cháu lên bên trên, trước tiên dọn dẹp phòng thờ cho cháu, đồ đạc, dụng cụ dùng để làm việc cháu đều mua đầy đủ hết rồi. Cố gắng dọn sạch sẽ cho cháu nha. À mà cô chú tên gì để cháu tiện xưng hô?" Người phụ nữ đáp: "Tôi tên là Tầm, con bé con tên là Tươi." Người đàn ông kia cũng nói: "Còn tôi tên Việt, giới thiệu xong rồi thì bắt đầu làm việc được chưa? Không lại bảo bọn này câu giờ. Dọn phòng nào trước cậu dẫn đường đi." Cách nói chuyện của tay Việt này khá là khó chịu, nhưng ông ta nói cũng có phần đúng. Từ nãy đến giờ đã mất hơn 15 phút rồi. Phú dẫn họ lên tầng 2. Mở cửa phòng thờ, Phú nói: "Hai người dọn dẹp chỗ này trước, xong rồi thì dọn tiếp đến hành lang cũng như hai phòng ngủ. Cứ thế tiếp xuống hành lang rồi dọn từ khu bếp dọn ra ngoài. Hôm nay kiểu gì cũng phải dọn phòng thờ cho sạch sẽ. Còn đâu không xong, mai lại đến đây làm tiếp, không cần vội. Quan trọng sạch là được." Tay Việt đáp: "Rồi, yên tâm đi, đây đi làm có tâm lắm. Đã làm là phải ra làm, bắt buộc không xong thì mới để đến mai. Không thì làm cố cho xong thì thôi. Bắt tay vào việc thôi nhỉ." Dứt lời, gã nhìn sang cô Tầm hất hàm ra hiệu bắt đầu làm việc. Phú cũng mở cửa phòng ngủ dự phòng, để họ vào nhà vệ sinh trong phòng đó lấy nước lau chùi. Phú ở trên tầng phụ giúp cho họ một chút. Thi thoảng, Phú cũng ngó đầu xuống tầng 1 xem cô bé Tươi, còn cô Tầm có ở đó hay không. Thấy cô bé đang ngồi một mình ăn bánh, uống nước rất ngoan. Phú đi vào, nói với cô Tầm: "Em nó vẫn đang ngồi ăn bánh, cổng cũng đã khóa rồi nên cô không phải lo. Có gì cháu sẽ nhìn trông em nó một chút." Cô Tầm vâng dạ đáp: "Cảm ơn cậu, cậu tốt bụng quá." 3 giờ chiều, đã làm việc thông gần 2 tiếng, nhưng cả hai người đều không nghỉ ngơi. Họ làm luôn tay, luôn chân. Phòng thờ nhà Phú khá rộng, nhưng được cái ngoài nơi để bàn thờ ra cũng không có đồ đạc gì, cho nên việc dọn dẹp cũng không mấy trở ngại. Vấn đề lớn nhất chính là việc lau chùi bát hương. Đồ thờ trên bàn thờ gia tiên cũng như bàn thờ thần tài. Lúc vào lau bàn thờ, Tay Việt có hỏi: "Vẫn lau chùi rồi để đây chứ nhỉ?" Phú nghĩ một lúc, vứt đi không đành mà sợ phải tội, thôi thì chi bằng cứ lau sạch rồi bày trên đó, để sau gọi sang cho bố mẹ hỏi han tính làm sao. Phú đáp: "Vâng, chú cứ lau chùi sạch cho cháu." Cô Tầm nói thêm: "Lau thì dễ thôi, nhưng tôi thấy những đồ thờ cúng này, lúc lau phải đun nước gừng pha rượu, rồi dùng khăn sạch để lau. Không ai lau suông bằng nước lã đâu. Cậu xem đun cho tôi một nồi nước gừng nha." Tay Việt cầu nhau: "Gớm rồi, lắm chuyện, lại còn bày vẽ gừng với chả rượu." Phú không tính được đến điều này. Nhà còn chẳng có gì, giờ kiếm đâu ra gừng với rượu, đi mua thì chợ cũng mất thời gian. Nghĩ ngay tới cô Quỳnh, Phú nói: "Vậy cô đợi cháu một chút, cháu sang bên nhà hàng xóm rồi quay lại ngay. Trong lúc đó, cô chú cứ lau dọn hành lang cũng được." Phú chạy đi luôn, xuống tầng 1, đi qua phòng khách. Phú thấy cô bé Tươi ăn chưa hết một cái bánh. Con bé cắn được đâu một miếng rồi lại để xuống mặt bàn. Phú hỏi: "Sao em không ăn đi? Hay là bánh không ngon? Nước cũng mở rồi sao không uống?" Ánh mắt cô bé nhìn Phú có phần sợ hãi. Nhưng cô bé không nói năng gì mà chỉ lắc đầu nguầy nguầy. Đang vội, Phú cũng không hỏi gì thêm, chỉ lắc đầu rồi mở cổng chạy sang bên nhà cô Quỳnh hỏi xin gừng với rượu. Cánh cổng vừa mở, Phú đi ra ngoài thì bên trong
Cô bé Tươi khẽ đưa tay ra với lấy cái bánh đang ăn dở. Nhưng chẳng hiểu sao, cô bé lại lập tức rụt tay lại, ngồi im một chỗ, không nói năng gì. Mắt cô bé cứ nhìn xuống chân bàn, cứ như thể ở đó đang có thứ gì đó vậy. Trước đó khoảng chừng 2 tiếng cũng tại Hà Nội. Xuất phát từ sớm, nhưng cô gái của chúng ta phải mất đến gần 6 tiếng đồng hồ cho một quãng đường từ Hải Phòng lên đến Hà Nội. Mặc dù xe chạy theo tuyến đường cao tốc, mọi thứ đối với Yến hôm nay quả thực như một ngày xui xẻo. Yến mua vé xe chuyến 7 giờ 15 phút sáng, đợi xe cả tiếng đồng hồ không sao. Nhưng khi xe chỉ còn cách bến 2-3 phút nữa thì Yến bất chợt cảm thấy đau bụng. Cơn đau quằn quại, thiếu điều chỉ chậm một chút nữa thôi là tất cả các loại chất thải trong bụng sẵn sàng phun trào ra ngoài theo đường cửa hậu. Vội vã gửi ba lô ở quầy bán vé, Yến chạy thẳng vào nhà vệ sinh rồi đóng chặt cửa lại. Cuối cùng, Yến bị trễ chuyến tàu. Mặc dù nhân viên bán vé đã ưu ái, kêu xe đợi thêm 5 phút nữa, nhưng khi gõ cửa phòng vệ sinh để gọi Yến, câu trả lời của Yến vẫn là: Cho em xin lỗi, em đi chuyến sau, vậy à, giờ em chưa thể ra được. Nhân viên bán vé lắc đầu ngán ngẩm rồi thông báo cho xe chạy. Đúng như trêu ngươi, xe vừa chạy thì cơn đau bụng của Yến cũng hết. Xả nước, chỉnh lại quần áo, cô gái xinh đẹp đi ra ngoài với đôi má ửng hồng vì ngại ngùng sau sự cố mất mặt. Yến đi lại quầy xin lại ba lô rồi nói: Cho em xin lại ba lô, với cả bán cho em vé đi chuyến sau. Nhân viên bán vé nói: Phải tầm gần một tiếng nữa mới có xe nhé, có phải nhanh hơn một chút là đi được rồi không? Yến trả tiền vé xong tiếp tục ngồi đợi. Cuối cùng chuyến xe thứ hai vào lúc 8 giờ sáng cũng tới. Lần này Yến lên xe mà không gặp trở ngại nào. Theo như dự tính thì xe sẽ đến Hà Nội vào lúc 10 giờ 10 phút. Cũng không hẳn là muộn lắm. Bởi trước khi đi Hà Nội, Yến có tra trước Google Maps địa chỉ mà Phú đã check in, là một nơi khá dễ tìm. Khu đô thị mới cách trung tâm Hà Nội không quá xa. Tính cả thời gian đến đó thì chắc chỉ khoảng 11 giờ trưa là cùng. Nhưng người tính vẫn không bằng trời tính, mà xui quỷ khiến hay một thế lực tâm linh nào đó ám quẻ. Chiếc xe Hải Âu chỉ vừa xuất phát qua trạm thu phí đầu tiên được tầm 20 phút, đột nhiên gặp sự cố. Tài xế vội đánh xe vào làn dừng khẩn cấp trên đường cao tốc, rồi xuống xe kiểm tra vấn đề hỏng hóc. Chiếc xe chẳng hiểu lý do vì sao chết máy, không thể khởi động lại được. Vừa trấn an hành khách rằng sẽ có xe khác đến để đổi, nhưng cuối cùng 2 tiếng trôi qua. Đã hơn 10 giờ, cái giờ mà lẽ ra Yến cùng những người chung chuyến xe đã có mặt trên đất Hà Nội, thì giờ họ vẫn đang phải đứng ở rìa đường cao tốc. Thời gian cứ thế trôi, trời càng về trưa lại càng nắng nóng. Bên ngoài xe, tài xế cũng như lái phụ vẫn đang cầm cụi chui dưới gầm xe để cố tìm ra chỗ hỏng hóc, nhưng vẫn bó tay. Cả hai người họ lắc đầu ngán ngẩm. Qua kiểm tra thì xe chẳng hỏng gì cả, nhưng khốn nổi, nguyên nhân tại sao không thể nổ máy thì chẳng ai đưa ra được. Quá sốt ruột, đã có một vài hành khách không giữ được bình tĩnh khi mà đã 2 tiếng trôi qua, đã có một hai xe của hãng chạy qua nhưng không dừng lại đón người. Lý do được tài xế giải thích đó là vì trên xe đều đã đủ người. Họ không dám chở thêm vì sợ công an phạt. Đang có xe trống chạy tới để chở mọi người. Yến cũng nóng ruột không kém. Đi từ 6 giờ sáng mà đã gần 11 giờ trưa, Yến vẫn loanh quanh ở khu vực thuộc địa phận Hải Dương. Yến nghĩ trong đầu: Ngày hôm nay sao đen đuổi thế nhỉ? Từ sáng tới giờ toàn gặp chuyện gì đâu? Đến bao giờ mới có xe đây? 11 giờ 30 phút trưa, cuối cùng thì chiếc xe Hải Âu được điều đến để chở khách cũng đã xuất hiện. Nhà xe cúi đầu xin lỗi hành khách rồi mọi người, từng người một lạch cạch đồ đạc chuyển xe để tiếp tục chuyến đi dài dặn. Yến cũng quyết định đi tiếp, cho dù trong suy nghĩ của cô bắt đầu đã có những nghi kỵ mập mờ. Trên chuyến xe mới đổi, thật may, khi mà chặng đường còn lại, tất cả không gặp thêm một sự cố nào nữa. Xe tới bến Gia Lâm vào lúc 12 giờ 30 phút. Tuy nhiên, tất cả những xui xẻo bây giờ mới thực sự bắt đầu. Vừa bước xuống xe, những tay xe ôm nhau nhau chào khách. Về đâu em ơi, anh lấy rẻ cho. Hay... Kia rồi, em gái xinh đẹp kia là của tôi nhé. Đưa ba lô đây anh cầm cho. Em đi đâu đấy?
Khoảng thời gian còn học cấp 3, Yến chỉ tập trung vào việc học, cộng thêm ít giao du bạn bè nên ngoài trường học về nhà, Yến không đi đâu cả. Thế nên Kim mới nói, Yến là một cô gái ngây thơ, ít kinh nghiệm sống. Sau 2 năm sống ở Đức, ít nhiều Yến cũng không còn non nớt như trước. Thế nên, chỉ sau một đêm suy nghĩ, Yến đã đưa ra một quyết định táo bạo. Một mình lên Hà Nội đi tìm Phú, để cảnh báo cho Phú về sự nguy hiểm của vong tà đang bám theo Phú như lời cô lại đã nói. Khổ thân cho Yến, cô gái của chúng ta cứ nghĩ Việt Nam với châu Âu giống nhau. Nhưng chỉ đến lúc này, Yến mới nhận ra một điều. Những kinh nghiệm sống bên Đức của cô không có tác dụng gì trong hoàn cảnh này cả. Chân chưa chạm đất, Yến đã bị níu kéo bởi những bàn tay thô ráp, những ánh nhìn gian trá từ những kẻ xe ôm đang cố chèo kéo cô. Điều này khiến cho Yến thấy sợ. Yến lắc đầu rồi rụt tay lại, miệng ấp úng nói. Không, không, bỏ tay tôi ra, tôi không đi đâu cả. Phải khó khăn lắm, Yến mới xuống được xe. Nhưng đám người bất nhã kia có vẻ như cũng đã nhận ra cô gái này là một con mồi béo bở. Chúng bám theo Yến, tiếp tục những cử chỉ kéo tay, bám vai đầy thô lỗ. Miệng tiếp tục chào mời. Kìa cô em, làm gì mà hung dữ thế? Bọn anh cũng chỉ muốn chở em đi thôi mà. Xin thế này đi đâu, anh cũng chỉ lấy nửa giá. Yến tái mặt. Chưa bao giờ Yến nghĩ mình lại rơi vào tình cảnh này. Giữa thanh thiên bạch nhật, nơi mảnh đất thủ đô văn minh lịch sự, những gã đàn ông này lại có thể ngang nhiên động chạm, sàm sỡ một cô gái như vậy. Đáng buồn thay, có vẻ như đây là cảnh luôn xuất hiện mỗi ngày tại bến xe. Và dường như những người ở đây cũng coi nó là một điều bình thường. Yến vặn tay ra toàn bỏ chạy. Mấy gã xe ôm kia cũng không đuổi theo Yến nữa. Hoặc có thể, mấy thằng khốn ấy đã đạt được mục đích của mình. Chúng nhìn Yến chạy đi mà thằng nào thằng đấy nhìn nhau nhếch mép cười khẩy. Ra khỏi bến xe, chỉ cần đứng lại vài giây thôi là cảnh tượng trong bến xe lại lặp lại. Có điều những người áp sát bên ngoài khu vực bến xe không sổ sàng như đám người bên trong. Tuy vậy, chỉ cần thấy người lạ tới gần cũng đủ khiến cho Yến sợ hãi. Yến không dám đứng lại nữa. Yến đi bộ để tìm một chiếc taxi của hãng mà Yến cho là tin tưởng. Hạ ba lô xuống, tính lấy ví tiền để trả tiền taxi. Yến lặng người đi, nhìn vào chiếc ba lô đã bị mở một phần khóa từ bao giờ. Yến lục tìm ví tiền, nhưng tất nhiên chiếc ví đã biến mất. Không chỉ ví mà cả điện thoại, sạc dự phòng, một vài thứ lặt vặt cũng biến mất. Chỉ vừa đặt chân lên thủ đô, Yến đã gặp phải những kẻ móc túi chuyên nghiệp. Hoang mang, lo lắng, toàn bộ tiền đem theo Yến đều để trong ví. Điện thoại không có, còn chưa biết xoay sở ra sao, thì Yến nhìn thấy một tiệm net. Trong người không có tiền, nhưng Yến vẫn đánh bạo bước vào trong, yêu cầu một máy. May cho Yến, thời đại công nghệ thông tin, chỉ với một cái máy tính kết nối mạng Internet, Yến đã có thể tự cứu mình. Mở Facebook, tìm ngay nick của Kim, Yến nhắn vào inbox. Chị Kim, nếu chị online thì nhắn lại cho em nhé. Hiện em đang ở số 85, đường A, phường D, quận GL, HN. Em bị móc túi mất ví với điện thoại rồi. Giờ em không đi đâu được cả. Em chỉ biết nhắn tin cho chị thôi. Ngay lập tức, tin nhắn được báo đã xem. Yến mừng đến suýt khóc khi trong Messenger, cô chị yêu quý của Yến đang bắt đầu gõ gõ một điều gì đó. Nhưng rồi chẳng có chữ nào hiện ra, mà thay vào đó là một cuộc gọi thoại từ một tin nhắn. Yến vội đeo tai nghe rồi ấn chấp nhận cuộc gọi. Đầu dây bên kia, giọng Kim vang lên xối xả. Ở yên một chỗ, không được đi đâu cả, chị sẽ lên đó ngay. Mà mày bảo đi gặp bạn cơ mà, sao lại lên tận Hà Nội? Tao tức chết mất. Yến đáp bằng giọng run run. Em, cho em xin lỗi, chị ơi. Bạo cảm xúc dồn nén từ lúc xuống xe đến giờ khiến cho Yến không cầm được nước mắt. Vừa bị chèo kéo, xong lại bị bọn xấu móc túi lấy đồ. Yến cứ thế ngồi khóc khiến một vài người trong quán net không hiểu cô gái này bị làm sao. Kim nói tiếp trong cuộc gọi thoại. Thôi thôi, nín ngay cho tao nhờ. Đã bảo rồi mà, đi đâu phải nói với chị hay bố mẹ một câu. Đợi Yên ở đó đi, chị sẽ lên ngay bây giờ, không được đi đâu đâu đấy. Yến nhắc thêm. Vâng, nhưng chị đừng nói với bố mẹ em nhé. Em không muốn để bố mẹ lo lắng, chị nhé.
Kim đáp. Tôi biết rồi, chỗ đó cách bến xe không xa phải không? Được rồi, nhớ phải ở im đó đấy. Giờ chỉ thay quần áo rồi bắt xe đi luôn đây. Yến bây giờ mới yên tâm mà thở phào nhẹ nhõm. Quay sang nhìn xung quanh, Yến thấy mọi người đang nhìn chăm chăm vào mình. Cho có lẽ do cô bật khóc bất ngờ nên khiến ai cũng tò mò. Nhưng trên cả, những ánh mắt đó nhìn Yến bởi cô rất xinh đẹp. Một cô gái xinh như vậy đang khóc, ai mà cầm lòng cho nổi. 3 giờ chiều, Kim có mặt ngay tại địa chỉ mà cô em gái nhắn tin cầu cứu. Bước vào quán, Kim nhắn tin cho Yến. Hai chị em gặp nhau mà mừng khôn xiết, cứ như thể cả hai đã xa nhau lâu lắm vậy. Lại thêm một cô gái đẹp xuất hiện. Các thanh niên trong quán mặc dù đang tập trung vào cày game, cũng không quên đánh mắt ra nhìn. Nhưng khốn nổi, cô mới đến lại không hiền lành như cô trước đó. Vừa nhìn, mấy thanh niên háu đói đã bị Kim lừa lại bằng một ánh mắt sắc lạnh. Kèm theo đó là giọng điệu khá cục xúc. Nhìn gì mà nhìn, chưa thấy gái bây giờ à? Kim thanh toán tiền nét rồi kéo tay em gái ra ngoài. Rốt cuộc thì Kim vẫn chưa biết lý do mà Yến lặn lội từ Hải Phòng lên Hà Nội để làm gì. Yến đang ăn bát phở một cách ngon lành. Cũng phải thôi, vừa đói lại vừa lo lắng suốt mấy tiếng vừa qua. Giờ là lúc Yến bình tâm trở lại và bắt đầu nạp năng lượng. Đợi Yến ăn xong, lúc này Kim mới hỏi. Em vẫn chưa trả lời chị. Em lên Hà Nội để làm gì? Và tại sao lại phải nói dối chị? Định húp nốt chỗ nước phở, nhưng nghe Kim hỏi, Yến khựng lại. Đặt cái bát xuống bàn, ban đầu còn lúng túng, nhưng biết không thể nói dối. Yến khẽ đáp. Nhưng trước tiên, chị phải hứa với em là không được mắng chửi hay nổi giận với em đâu đấy. Kim tròn mắt. Cái con bé này, giờ mày là người sai mà lại còn ra điều kiện với chị nữa cơ à. Nhưng thôi, trước giờ chị cũng có chửi mắng mày quá đáng bao giờ đâu. Có chuyện gì nói đi, chị hứa sẽ không nổi giận với mày. Yến nuốt nước bọt. Nhìn Kim, Yến khẽ nói. Thật ra, em lên Hà Nội là để tìm một người bạn. Kim hỏi tiếp. Tìm bạn hả? Chuyện bình thường. Thế có gì mà phải nói dối là đi gặp bạn bè ở Hải Phòng? Yến tiếp. Đó là vì chị cũng biết người này. Kim càng ngạc nhiên hơn. Chị cũng biết hả? Mày cứ đùa. Thứ nhất là chưa bao giờ chị nghe là mày có bạn bè trên Hà Nội cả. Thứ hai, đến nghe còn chẳng có thì biết thế quái nào được. Nhưng trong giây lát, Kim chợt nhớ đến một người. Tính khí Kim nóng nảy, bộc trực, nhưng cũng không phải dạng thù dai để bụng. Bình thường gặp chuyện hay xích mích với ai, chỉ một hai ngày sau là Kim coi như quên. Nhưng bộ não của Kim lúc này ngay lập tức nghĩ đến một kẻ. Phải nói là kẻ này khiến Kim hằn học suốt cả đêm hôm qua. Kim nhớ mang máng, lúc viết bản tường trình, tên khốn ấy có địa chỉ thường trú tại Hà Nội. Kim cười một nụ cười hơi lệch bờ môi. Đừng có nói với chị là thằng khốn đấy nha. Kim hy vọng sẽ là một đáp án khác. Nhưng không, cái gật đầu của cô em gái đã khẳng định những gì Kim đang nghĩ trong đầu là hoàn toàn chính xác. Yến còn chưa kịp nói thêm điều gì thì Kim đứng bật dậy. Mặt mũi đỏ tí tai, đôi bàn tay nắm chặt lại. Kim nghiến răng đấm vào khoảng không trước mặt, khiến cho một vài người đang ngồi ăn cùng quán cũng phải giật mình. Nhưng đã lỡ hứa từ trước, nên sau khi trút bỏ giận dữ, lại nhìn mặt Yến cúi gằm xuống rất đáng thương. Kim ngồi lại, tu cạn cốc nước vối. Kim nói với giọng điệu khá khó chịu. Chị không ngờ em lại như thế đâu đấy. Lặn lội lên tận đây, chỉ để tìm một thằng mà em quen vài tiếng trên máy bay. Em làm chị thật sự thất vọng. Yến không nói được lời nào. Bởi Yến biết lần này mình đã sai. Nhưng những lời Kim nói khiến Yến bật khóc nức nở. Sự việc khiến cho những người xung quanh bắt đầu bàn tán, ì xèo. Kim vội trả tiền phở rồi kéo Yến đứng dậy đi chỗ khác. Trong một góc kín đáo của quán cà phê mang phong cách cổ điển. Nãy đến giờ, Yến thì cứ rơm rớm nước mắt. Kim thì khó chịu, nhưng biết tính em nên cuối cùng cũng phải xuống nước. Thôi, chị xin lỗi mày được chưa? Nãy chị cũng hơi quá lời. Nhưng em phải hiểu, thằng đó nó suýt chút nữa giết chết em đấy. Em muốn chị nói về nó như nào hả?
Nín đi, cả đoạn đường ai cũng tưởng bà chị này bắt nạt em. Tôi đến điên đầu mà thôi. Giờ nín, bình tĩnh kể lại toàn bộ mọi chuyện cho chị. Tại sao em lại lên Hà Nội để tìm nó? Yến nhìn Kim trả lời. Để em nói, nhưng chị Kim này, chị có tin trên đời này có ma quỷ không? Kim cười nhạt. Ma quỷ gì ở đây? Sao tự nhiên lại làm mặt ghê thế? Tính dọa chị à? Xin lỗi cô em, không dọa được chị đâu. Nhưng mà vấn đề ma quỷ, tâm linh, tuy không tin, nhưng cũng chẳng ai dám nói chắc là mấy thứ đó không tồn tại. Mà sao? Yến tiếp. Nếu em nói người mà chúng ta đã gặp ở sân bay bị ma ám, chị có tin không? Kim vẫn cười, nhưng nụ cười đã hơi méo mó một chút. Kim nói. Nó bị ma ám? Sao em biết? Cơ mà nghĩ lại thì cũng giống giống thật đó. Từ lúc ngất đi xong tỉnh lại, nó cứ như biến thành người khác. Tuy nhiên, nói suông bảo là ma ám thì hóa ra những người bị điên đều là do ma quỷ hết à? Yến nói. Chị cho em mượn điện thoại một chút được không? Kim lấy điện thoại đưa cho Yến. Loay hoay một lúc, Yến mở điện thoại, đăng nhập iCloud, rồi tìm một bức ảnh cho Kim xem. Yến nói. Chị nhìn đi. Kim cầm điện thoại, nhìn chăm chăm vào màn hình. Kim nghiến răng. Cái này là... Yến tiếp. Là vết hằn trên cổ của em ngày hôm qua. Kim cau mày. Thằng khốn kiếp, nó bóp cổ em ra nông nỗi này. Chị không thể tha cho nó được. Lúc ấy em nói không có vấn đề gì nên chị thôi. Nhưng nhìn hình ảnh này thì giờ em không muốn tìm nó thì chị cũng phải tìm nó cho bằng được. Bầm tím, thâm đen hết cả thế này. Nhưng Kim nhận ngay ra điều gì đó sai sai. Phương nhìn vào điện thoại, lại khẽ ngước lên nhìn về phía Yến. Kim so sánh bức hình trên điện thoại với phần cổ của Yến bây giờ thì thấy trên cổ em gái cô chẳng còn vết bầm tím nào cả. Kim hỏi. Sao giờ chị không thấy gì vậy? Em đánh kem phủ đi vết bầm trên cổ à? Yến lắc đầu. Không ạ, em không đánh gì cả. Kim không tin, bởi theo thời gian chụp bức hình là vào tối ngày hôm qua. Không thể nào, những vết hằn tím bầm in những ngón tay trên cổ Yến lại tan đi một cách nhanh như thế được. Là người tập võ, Kim đã quá quen thuộc với việc cơ thể tay chân bầm dập trong lúc luyện tập. Và mỗi lần vết thương bầm như vậy, đừng nói là 4-5 ngày, mà có khi cả tuần cũng vẫn chưa tan, mặc dù đã được chườm nóng các kiểu. Đây chỉ là tối qua cho tới bây giờ đang là 3 giờ chiều. Sao những vết hằn lại có thể biến mất như vậy được? Kim rướn người về phía Yến, đưa tay quệt vào cổ Yến để xem có lớp kem nền hay phấn gì không. Tuy nhiên Yến không hề nói dối, chẳng có gì cả. Phần cổ của Yến trắng nõn, mềm mịn, không một nốt hằn. Nuốt nước bọt, Kim hỏi. Hay là em photoshop cái ảnh này để tìm nó bắt đền? Yến trả lời. Chị nghĩ em là loại người thế à? Bức ảnh chị đang xem đúng là bức ảnh em chụp tối qua sau khi tắm. Thật ra lúc ở sân bay vết hằn cũng có, nhưng nó chỉ hơi đỏ một chút thôi. Chẳng hiểu sao, khi trở về nhà, em thấy những đốt tay đó bắt đầu chuyển dần sang màu đen, rất khó hiểu. Nghĩ có vấn đề, nên ngay lập tức em đã đi tìm một người để nhờ sự giúp đỡ. Kim bắt đầu bị cuốn vào câu chuyện của Yến, không dám mạnh miệng nữa. Kim hỏi. Em tìm ai vậy? Rồi người ta bảo thằng kia bị ma ám à? Yến đáp. Có một chuyện em chưa bao giờ kể cho chị, nhưng hôm nay em sẽ kể. Trước khi sang Đức, em cũng đã có một khoảng thời gian khó khăn khi gặp phải một vấn đề tâm linh gọi là duyên âm. Và người đã giúp em cắt bỏ thứ duyên đáng sợ đó là một người cô bên đàng nội. Cô ấy tên là Lài, một bà thầy bói có tiếng ở Hải Phòng. Trước kia em cũng như chị, không tin vào thứ gọi là ma quỷ. Nhưng sau khi trải qua những việc chính bản thân cảm nhận, em đã thay đổi hoàn toàn suy nghĩ. Trên đời này có những chuyện không một kiến thức khoa học nào có thể giải thích được. Và cô Lại nói, người chúng ta gặp ở sân bay đang bị ma ám. Không, thậm chí thứ đó còn đáng sợ hơn vong linh, tà ma rất nhiều. Nhờ có cô Lại, vết hằn trên cổ em mới biến mất nhanh như vậy. Cô Lại đã cảnh báo em không được gặp lại anh ấy thêm một lần nào nữa. Bởi thứ kinh khủng đang bám lấy anh ta,
có thể sẽ giết chết em. Yến chưa nói xong thì Kim đã cướp lời. Nếu thế thì em còn mò lên đây tìm nó làm gì? Mặc dù chị không tin lắm vào câu chuyện của em, nhưng rõ ràng cô lại kia đã đúng khi khuyên em như vậy. Thôi, không nói nhiều nữa. Cho dù thằng đó có bị ma ám hay không, thì chị vẫn giữ quan điểm ngay khi gặp. Nó là một thằng nguy hiểm. Vậy nên, bây giờ, chị sẽ đưa em về Hải Phòng. Dạo chơi trên đây như thế là đủ rồi. Đi thôi. Kim đứng dậy, lấy túi rồi gọi phục vụ thanh toán tiền. Đang sửa soạn đồ, thì Kim nghe Yến nói. Chị về đi, em chưa về được. Kim gắt. Em lại làm sao vậy? Không chỉ mình chị mà cả cô của em cũng đã nói như thế. Sao em còn cố cứng đầu? Trước nay chuyện gì em cũng nghe chị, tại sao lần này em lại cố chấp như thế? Chẳng lẽ em yêu nó rồi sao? Yến im lặng không trả lời, nhưng đôi má Yến khẽ ửng hồng, giống như một sự thừa nhận. Điều này khiến Kim choáng váng, nhưng cũng không phải không thể hiểu được. Chính vì thân thiết với cô em gái nên Kim biết từ khi còn đi học, Yến được rất nhiều chàng trai theo đuổi, tán tỉnh, nhưng chưa bao giờ Yến đáp lại tình cảm với một ai. Điều này khiến Yến được đặt cho biệt danh là công chúa băng giá. Mặc dù khi được người khác gọi trêu như vậy, Yến đều tỏ thái độ không thích. Gia đình có điều kiện, xinh đẹp, thông minh, lại nằm trong top học sinh giỏi của trường. Sự lạnh lùng của Yến trong chuyện tình cảm lại càng khiến cho đám thanh niên trai tráng càng muốn chinh phục. Đám con gái không ưa Yến bởi chúng cho rằng Yến quá chảnh và kiêu kỳ. Ngay bản thân Kim cũng từng hỏi tại sao Yến không chấm lấy một người. Vì trong số những kẻ trồng cây si, không thiếu những thiếu gia con nhà giàu có, cũng chẳng ít những kẻ có học vấn, bằng này cấp nọ. Câu trả lời của Yến lúc ấy chỉ là một nụ cười kèm lời nói. Em không hợp với những người như vậy. Và giờ đây, cô em gái của Kim đang đỏ mặt khi nhắc tới một gã mà ngay trong lần gặp đầu tiên đã bóp cổ nó đến suýt nữa thì tắt thở. Thật sự Kim không hiểu nổi. Mặc dù công bằng mà nói, Kim cũng thấy Phú có những điểm đặc biệt. Về ngoại hình, Phú là một gã ưa nhìn, có sức hút, nhất là đôi mắt. Đôi mắt của Phú như nhìn thấu tâm can người đối diện, cử chỉ, điệu bộ điềm tĩnh, có chút bí ẩn. Kim nhận ra điều này bởi lúc va chạm, Phú không đơn giản như những thằng đàn ông đã bị Kim hạ đo ván trước đây. Nhưng cho dù có hoàn hảo đến đâu, việc tấn công người mà mình mới gặp lại là một người con gái thì không thể nào chấp nhận được. Thế mà, cô công chúa bé bỏng kia dường như đã trúng thứ mà người đời gọi là tiếng sét ái tình. Đang hoang mang, bỗng Kim giật mình bởi giọng nói của nhân viên phục vụ. Dạ, của chị hết 120.000 ạ. Cô nhân viên phục vụ phải nói tới lần thứ hai, Kim mới luống cuống đáp. Đây, của em đây, không cần trả lại đâu. Nhân viên phục vụ tươi cười nhận tiền rồi cúi đầu cảm ơn Kim. Yến ngồi đó bần thần suy nghĩ, rồi Yến ngẩng lên, thấy Kim vẫn đang ngồi phía đối diện. Yến nói. Chị không về sao? Kim dứ nắm đấm lên trước mặt, rồi thở dài một hơi não nề. Trời không chịu đất, thì đất phải chịu trời chứ sao bây giờ? Bao năm qua, có khi nào chị bỏ rơi em đâu. Bởi chị biết, không có bà chị này, em sẽ chẳng làm được việc gì lên thân cả. Còn định ngồi đó à? Đi thôi. Yến thắc mắc. Đi đâu ạ? Kim đáp. Còn đi đâu nữa? Chẳng phải em muốn đi tìm thằng khốn đó hay sao? Định ngồi đó ăn vạ mãi à? Yến cười, mắt rơm rớm nước mắt. Nói vậy là chị sẽ đi cùng em phải không? Kim chép miệng. Thế em nghĩ gì mà chị để cho em đi một mình gặp cái thằng đó? Nhưng nói trước, nếu lần này nó còn làm gì đó với em, chị sẽ không nương tay đâu. Cho dù em có thích hay gì với nó đi nữa. À mà quên, có lẽ hôm nay chị em mình chưa về Hải Phòng ngay được. Điều cần làm trước tiên đó là gọi điện về cho bố mẹ em yên tâm đã. Nói là làm, Kim lấy điện thoại gọi cho mẹ Yến là bà Thoa. Kim lấy lý do hai chị em đi mua sắm một vài thứ đồ cần thiết. Tiện xin bà Thoa hôm nay cho Kim ngủ lại với mình luôn. Trước nay hai chị em luôn thân thiết. 2 năm qua bên Đức, Kim cũng luôn kề cận bên Yến, nên bà Thoa rất yên tâm. Việc thông báo với gia đình đã xong, hai chị em lúc này mới bắt đầu đi tìm nhà của Phú. Điện thoại mất, nhưng cũng may
Yến vẫn nhớ địa chỉ ngôi nhà Phú đã chụp ảnh check-in ngày hôm qua. Gọi một chiếc taxi. Yến cùng với Kim lên đường. Lúc này đã là hơn 3 giờ chiều. Tại khu phố 1, cũng cùng khoảng thời gian này, Phú chạy sang bên nhà cô Quỳnh để xin gừng về đun nước cho cô Tầm lau dọn ban thờ. Cũng may, cô Quỳnh là người chu đáo nên trong nhà lúc nào cũng đầy đủ. Không chỉ vậy, cô Quỳnh còn giúp Phú đun nước gừng rồi lọc bã lấy nước cho Phú đem về nhà. Lên khênh tay bưng chậu nước quay về, Phú không thấy cô bé con cô Tầm ngồi ở phòng khách nữa. Đang lo lắng không biết liệu cô bé có chạy ra ngoài hay không, thì Phú nhát thấy bóng của cô bé ở phía dưới khu vực bếp. Đang vội nên Phú chạy lên tầng trước rồi tính sẽ xuống gọi cô bé sau. Bởi phòng bếp vẫn chưa được dọn dẹp, mọi thứ vẫn còn bụi bẩn. Phú đi lên thì tay Việt đi xuống, gã hỏi Phú. Tôi xuống xem con chó một lát rồi lại lên làm tiếp. Nó vẫn nằm ở dưới đó phải không? Việt nhắc đến con chó, Phú mới sực nhớ. Hình như là từ lúc đi xuống, Phú không nhìn thấy con chó đâu cả. Phú trả lời. Cháu cũng không rõ lắm, tại chạy vội cũng không nhìn. Nhưng chắc nó chỉ loanh quanh dưới đó thôi. Chú xuống mà xem, tiện gọi bé Tư ra ngoài phòng khách ngồi giúp cháu. Con bé đi xuống dàn bếp, dưới đó vẫn còn bẩn lắm, đã lâu dọn gì đâu. Việc ậm ờ rồi bước xuống cầu thang. Phú bê chậu nước gừng cùng khăn sạch vào cho cô Tầm. Khi mà Phú vừa hạ chậu nước xuống thì từ dưới nhà giọng của tay Việt vang lên ầm ĩ. Bạch Tuyết, Bạch Tuyết, mày đâu rồi? Cún ngoan, cún ngoan, ra đây nào. Cô Tầm hỏi Phú. Hắn ta đang gọi con chó phải không? Nó không có ở dưới đó à? Phú đáp. Cháu cũng không rõ lắm, tại cháu chỉ chú ý đến em. Lúc cháu xuống thấy em nó ngồi ở ghế, bảo nó ăn bánh nó không ăn. Vừa về thì thấy nó đi xuống bếp. Để cháu xuống xem thế nào. Bỗng thấy sốt ruột, cô Tầm cũng bỏ dở công việc đi xuống dưới nhà cùng Phú. Bên dưới, tay Việt vẫn đang gọi con chó không ngơi mồm. Vừa gọi, gã vừa cúi xuống gầm bàn, gầm ghế để tìm, nhưng không thấy con chó đâu cả. Nhìn thấy Phú, gã hỏi. Con chó của tao đâu rồi? Phú nói. Cháu có biết đâu, chú buộc nó ở đâu thì nó vẫn ở đấy chứ. Cả buổi cháu cũng ở trên tầng có xuống đây đâu. Chỉ ban nãy đi xin nước gừng quay về cũng không chú ý lắm. Cô Tầm không quan tâm đến con chó. Cái cô đang nhìn lúc này là con gái cô cũng không có mặt ở phòng khách. Cô Tầm gọi. Tươi ơi, Tươi, con đâu rồi? Phú chỉ tay về phía khu vực bếp. Nãy cháu về, thấy bé đi xuống dưới bếp kia kìa. Cô xuống tìm em nó xem sao. Cô Tầm định đi thì tay Việt nói. Dưới bếp đó chẳng có ai cả, tao vừa xuống rồi, làm gì có con bé ở đấy. Phú giật mình, Phú đáp lại. Sao thế được, rõ ràng lúc bê chậu nước gần về, cháu thấy rõ con bé đi lững thững xuống phía đó mà lại. Đứng đây cãi cự, chi bằng tự mình đi kiểm tra. Cả ba người đồng loạt đi xuống dưới bếp. Khu bếp nhà Phú cũng khá rộng. Bàn ăn, kệ tủ, các loại đồ điện, đồ gia dụng vẫn còn y nguyên. Bởi khi chuyển đi, bố mẹ Phú cũng chẳng bán hay kịp cho ai cả. Chỉ có điều lâu năm nên mọi thứ bám đầy bụi. Vừa nhìn vừa gọi tên con, nhưng cô bé Tươi không đáp lại. Phú mở tung các kệ tủ, tìm trong nhà vệ sinh. Vậy mà tuyệt nhiên vẫn không thấy con bé đâu. Lúc này mặt của Phú cũng như cô Tầm bắt đầu biến sắc. Và đó là tạm hết tập ngày hôm nay của chúng ta. Giỏi giỏi, tới công chuyện giỏi các bạn ơi. Tưởng đâu là sẽ có một cái sự việc gì đó kiểu như là bị hù, mọi người trong nhà bị hù. Nhưng mà không chỉ đơn giản là bị hù mà bị giấu luôn á. Cái trường hợp này là bị ma giấu rồi. Một con chó màu trắng và một đứa bé gái. À, mà đúng ha. Tại vì người ta nói là thường là con nít và động vật là hai đối tượng rất là nhạy cảm với lại thế giới tâm linh. Nếu mà thấy và cảm nhận á, thì cũng là động vật hoặc là con nít, nó sẽ có thể thấy được. Thì rất có thể là bé Tươi á, lúc mà thấy Phú từ trên lầu đi xuống và chạy đi qua nhà của cô Quỳnh xin nước gừng á, là con bé đó nó thấy cái gì rồi, thành ra nó sợ. Rồi khi mà nó tính với cái tay nó lấy cái bánh nó ăn thì nó sững lại và nó nhìn xuống dưới cái gầm bàn. Thì khi đó bắp chi nghĩ chứ,
Chắc là nó nhìn thấy con chó, nó đang đi tới. Nhưng mà bây giờ thì cũng không chắc là chó đâu các bạn ơi. Khi Phú xin được đồ quay về, Phú thấy con bé đi lững thững đi xuống dưới bếp. Đi lững thững ha, là giống như là bị ma dẫn rồi, ma dẫn ma dắt rồi, giờ bị ma giấu rồi. Tới công chuyện rồi các bạn ơi, bởi vậy mới nói. Được công việc, đi tới nhà của Phú thì đúng là không phải là Phúc rồi các bạn ơi. Tưởng đâu là Phúc, bởi vì ban đầu giá cả là 100 ngàn một tiếng đúng không? Nhưng mà Phú thì rất là thoải mái, cho nên Phú trả luôn 200 ngàn một tiếng. Rồi muốn làm sao làm, miễn sao sạch sẽ là được. Tưởng đâu là có công ăn việc làm ngon lành cành đào rồi ha. Nhưng không, vô ngay cái nhà mà ma quỷ ngự. Và bây giờ cả hai người đều mất đi một cái gọi như là người thân luôn á, thân nhất của mình nữa. Cô Tầm thì mất đi đứa con gái, còn ông Việt thì lại mất đi con chó. Mà theo như cái cách ở con Bạch Tuyết, trời dễ sợ, đặt tên con chó Bạch Tuyết. Thì qua cái cách nói chuyện của ông Việt với con Bạch Tuyết đó, thì thấy ổng rất là thương con chó các bạn ơi. Ổng gọi nó là con mà, bởi vì ổng thương như con ổng vậy đó. Phát hiện ra bị mất con chó vì bị lạc mất đứa bé gái, trời chắc là sẽ nổi điên luôn á. Rồi không biết là sẽ có đổ thừa Phú, rồi nghi ngờ đồ các thứ này nọ, bắt cóc đồ này nọ hay không nữa. Nhưng mà may mắn là ngày hôm nay có Kim đi theo, và mặc dù là không có tin vào những chuyện ma quỷ, nhưng mà con em họ của mình nó ngu muội quá, mới gặp một lần thôi mà đã bị tiếng sét ái tình rồi. Thành ra là phải đi theo để mà bảo vệ nó, nếu mà để nó đi một mình thì sẽ rất là nguy hiểm. Nhưng mà cũng phải công nhận rất là ngưỡng mộ tình cảm mà Kim dành cho Yến nha, tình cảm chị em. Tức lắm chứ, nói nó không nghe, nhưng mà Kim nói đó, trời không chịu đất thì đất phải chịu trời chứ sao giờ, thì mình phải nương theo nó, chiều theo nó để đi theo nó thôi chứ biết làm sao bây giờ. Một người chị luôn luôn có mặt để mà đi theo em gái và bảo vệ em gái, một tình cảm quá là tuyệt vời. Và liệu Kim và Yến có quay trở về gặp Phú hay không, và cái sự việc đang xảy ra ở trong nhà Phú, liệu có tìm thấy bé Tươi và Bạch Tuyết hay không? Thì mời các bạn quay trở lại vào ngày mai với tập tiếp theo của câu chuyện Tiếng Khóc Âm Hồn của tác giả Trường Lê nhé. Bắp cảm ơn các bạn rất nhiều đã luôn luôn quan tâm theo dõi và ủng hộ tất cả các video của Bắp. Bye bye và hẹn gặp lại các bạn ở video kế nhé.